Cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro lên tiếng bác bỏ thông tin Manila đã đạt thỏa thuận với Bắc Kinh trong việc giải quyết mâu thuẫn chủ quyền liên quan đến bãi cỏ mây trên biển Đông. Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines tuyên bố hai nước đã đạt được thống nhất về một mô hình mới trong việc quản trị xung đột liên quan đến bãi cỏ Mây hồi đầu năm 2024. Tuy nhiên cơ quan ngoại giao này không nêu rõ chi tiết thỏa thuận. Trong thông báo phát đi ngày 27 tháng 4, ông Teodoro khẳng định Bộ Quốc phòng Philippines không biết cũng không tham gia bất cứ thỏa thuận nội bộ nào với Trung Quốc từ khi tổng thống nước này, ông Ferdinand Marcos Jr nhậm chức hồi năm 2022. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines nhấn mạnh các quan chức dưới quyền ông đã không trao đổi với quan chức Trung Quốc từ năm 2023 đến nay. Ông Teodoro cho rằng tuyên bố đã đạt được thỏa thuận song phương với Philippines của Bắc Kinh là một phần hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh lập trường Manila sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào làm suy yếu tuyên bố chủ quyền trên biển của mình. Bộ trưởng Philippines cáo buộc điều mà các quan chức Trung Quốc chưa rõ danh tính đang cố gắng tuyên truyền là một nỗ lực trắng trợn mới nhằm tung thông tin giả dối. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh vừa qua Mỹ khởi động cuộc tập trận chung lớn nhất với Philippines kể từ chiến tranh lạnh ở Biển Đông. Cuộc tập trận mang tên Bali Katan dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 5 và có sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ Mỹ và 5.000 quân nhân Philippines. Ngoài ra, quân đội của Pháp và Australia cũng tham gia sự kiện này Đầu tháng 4, Mỹ cũng tổ chức một đợt tập trận riêng kéo dài 2 tuần với Philippines mang tên Salaknip 2024, trong đó Mỹ triển khai tên lửa phòng không tầm xa trên hạm SM-6 có khả năng vươn tới Đài Loan khi loại vũ khí này có tầm bắn tối đa hơn 400 km. Trong khi đó, hệ thống tên lửa chiến thuật tầm trung MRC Typhoon đang được quân đội Mỹ phát triển nếu được đặt ở đảo Luzon của Philippines cũng có thể bắn tới Đài Loan bởi hệ thống này có thể phóng được tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk. Khi được yêu cầu bình luận về động thái này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm tuyên bố rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai những loại vũ khí như vậy ở châu Á Thái Bình Dương và nhấn mạnh rằng hành động như vậy của Washington đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của các nước trong khu vực và làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực. Ông Ngô Khiêm cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm, "Chúng tôi hy vọng các quốc gia liên quan có thể kiềm chế hành động của mình" Điều này sẽ chỉ gây tổn hại cho tất cả mọi người, ngay cả bản thân họ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho biết, Paris muốn thành lập lực lượng phản ứng nhanh chung của châu Âu vào năm 2025. Ông Lecornu nói trên ấn phẩm Le Monde, "Đây là một vấn đề quan trọng, chúng tôi hy vọng sẽ có thể đưa ra kết luận vào năm tới, đây là một tốc độ rất nhanh." Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu nên thành lập lực lượng phản ứng nhanh với quy mô lên tới 5.000 binh sĩ để có thể nhanh chóng triển khai trong môi trường thù địch và sơ tán công dân thuộc khối EU. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp nói thêm, có nhiều cuộc khủng hoảng mà NATO không có thẩm quyền và khi đó Pháp thường tự mình tiến hành các hoạt động. Chúng ta phải có khả năng tạo ra một lực lượng như vậy thật nhanh chóng để đảm bảo an ninh cho châu Âu, bảo vệ công dân Bồ Đào Nha, Ý, Đức và Pháp. Ông Lê Cô sau đó đưa ra ví dụ về cuộc sơ tán khỏi Sudan khi Pháp một mình sơ tán 1.000 người, trong đó 200 đến 250 là công dân Pháp. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, việc tạo ra lực lượng như vậy chỉ có thể đạt được nhờ sự hợp sức chung của châu Âu. Trước đó, Trung tướng Alexander Sofranc là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Kích hoạt Hỗ trợ chung GSEC của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc vận chuyển đạn dược cho biên giới châu Âu thường yêu cầu một giấy phép đặc biệt, trong khi việc vận chuyển số lượng lớn quân đội hoặc thiết bị có thể phải thông báo trước. Ông Sofrank kêu gọi thiết lập một khu vực Schengen quân sự để khắc phục những vấn đề này, tương tự như thỏa thuận của khối Schengen cho phép đi lại tự do giữa hầu hết các nước liên minh châu Âu (EU). Reuters cũng nêu rằng di chuyển bằng đường bộ có nhiều trở ngại khác nhau, chẳng hạn một nhóm xe tăng Pháp đi qua Đức đến Rumani để tập trận vào năm 2022 đã bị dừng lại do trọng lượng của xe tăng vượt quá quy định giao thông đường bộ của Đức. Ngay cả khi xe tăng này đi được qua Đức thì cũng không thể đi qua Ba Lan vì chất lượng xây dựng cầu ở nước này kém. Đêm khuya dạng sáng ngày 27 tháng 4, giờ địa phương, Nga đã triển khai một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, tấn công các cơ sở năng lượng và làm hư hại nhiều nhà máy điện ở một số khu vực. Bộ trưởng năng lượng German Galushchenko viết trên Facebook, đối phương một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước chúng ta đặc biệt các cơ sở ở những khu vực ở ivano ivano và Lviv đã bị tấn công, có hư hỏng về thiết bị. Theo các quan chức Ukraine, Nga đã phóng 34 tên lửa, trong đó Kiev bắn hạ 21 tên lửa. Công ty điện Ditech cho biết thiết bị tại bốn nhà máy nhiệt điện của họ đã hư hỏng nghiêm trọng. Một số người bị thương trong đợt tấn công. Trong khi đó, lãnh đạo khu vực Lviv ở phía tây Ukraine kêu gọi người dân không sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng bao gồm ấm đun nước, bàn ủi, máy giặt và lò vi sóng trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ để duy trì nguồn cung cấp năng lượng hạn chế. Trong những tháng qua, Nga đã tăng cường tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine, nhắm vào các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các cơ sở hạ tầng khác và đẩy mạnh không kích hơn nữa sau khi Mỹ thông qua gói hỗ trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Đến nay, Ukraine đã mất khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và khoảng 35% sản lượng thủy điện hệ thống năng lượng của nước này vốn đã bị suy yếu do chiến dịch không kích của Nga vào mùa đông đầu tiên của cuộc chiến năm 2022. Trong khi đó, Nga cũng xác nhận Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào khu vực phía nam Krasnodar và bán đảo Crimea, sáp nhập vào Nga năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã tiêu diệt 66 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ vùng Krasnodar và hai máy bay không người lái khác đã bị phá hủy trên bán đảo Crimea. Trong khi đó, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga cáo buộc máy bay không người lái UAV Ukraina đã tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của địa phương. Trong bài đăng trên Telegram, Thống đốc Veniamin Kondratiev cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 10 UAV tấn công ở các quận Slavyansky, Seversky và Kuchevsky hôm 27 tháng 4. Ông Kondratiev nhấn mạnh không có báo cáo về thương vong. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn tổng cộng 68 UAV chỉ trong một đêm, trong đó có hai chiếc trên bán đảo Crimea. Đài RT dẫn lời người đứng đầu quận Slavyansky thuộc vùng Krasnodar cho biết tháp trưng cất tại nhà máy lọc dầu Isky đã bị hư hại trong một cuộc tấn công. Lực lượng khẩn cấp đang dập tắt đám cháy do vụ tấn công bằng UAV gây ra. Cư dân địa phương cho biết một đám cháy bùng phát tại nhà máy nhưng nhanh chóng được dập tắt tờ báo Đức Der Spiegel hôm 26 tháng 4 đã buộc phải thừa nhận những thành công lớn của quân đội nga trên hướng mặt trận Donetsk và cảnh báo rằng sau khi chọc thủng sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở làng Ocheretino, vùng Adipka, lực lượng vũ trang nga sẽ không dừng lại ở đó. Việc để mất làng Ocheretino được coi là một thông tin sốc với tổng thống Zelensky. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cho biết trên blog của mình trên YouTube rằng một số lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã từ chối thực hiện mệnh lệnh bảo vệ làng Ocheritino ở Donetsk. Theo chuyên gia này, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraina đã phải cử một đơn vị khác đến đó để cố gắng ổn định tình hình. Nhưng họ cũng tuyên bố rằng không thể bảo vệ được khu định cư. Đồng thời, ông Zelensky được thông báo rằng không thể phủ nhận những thành công của quân đội Nga theo hướng này. Nguyên nhân thất bại trực tiếp được cho là do Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tiến hành luân truyền, đưa một đơn vị thực sự yếu kém lên tuyến đầu, đó là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 115, tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang Nga tiến nhanh gần chục km trong vài ngày. Trong khi các chỉ huy quân sự Ukraine bộc lộ sự yếu kém, thì các chỉ huy Nga đã thể hiện sự nhạy bén khi tận dụng được lợi thế của việc luân chuyển các đơn vị Ukraine trong khu vực khi lực lượng cũ đã rút ra, còn lực lượng mới chưa tiếp nhận các vị trí phòng thủ, chứ đừng nói là đã thiết lập được thế đứng chân vững chắc. Được biết, cùng với thị trấn Chasovza, làng Ocheritino là một trong hai cứ điểm quan trọng nhất ở Donetsk mà lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ. Có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với thế trận phòng thủ của Ukraine ở khu vực Nam Donetsk. Trên thực tế, đây đã là sai lầm thứ hai cùng một kịch bản mà lữ đoàn 115 mắc phải. Khi vào mùa hè năm 2022, họ đã rời vị trí mà không được phép trong quá trình bảo vệ Severo Donetsk, khiến quân Nga chiếm được thành phố chiến lược của tỉnh Lugan vào tháng 7 năm 2022 tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng kiểm soát toàn bộ tỉnh này. Như vậy, đây đã là lần thứ ba các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine mắc phải những sai lầm nguy hiểm theo cùng một kịch bản. Cùng với hai lần tạo lỗ đen của lữ đoàn 115, lữ đoàn 53 hồi cuối tháng 11 năm ngoái cũng đã mắc sai lầm tương tự. Để quân Nga lợi dụng chiếm toàn bộ khu công nghiệp ở phía nam Adipka, khép chặt vòng vây thành phố, dẫn đến việc Adipka thất thủ vào giữa tháng 2 năm nay.